Thưa quý vị, những ngày qua để ngăn chặn tình trạng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là vào dịp năm hết Tết đến, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bạc Liêu đã ra quân cao điểm kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, phân phối hàng hóa trên địa bàn. Với quyết tâm ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, phân phối hàng giả, thực hiện các hành vi gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và bình ổn thị trường, nhất là vào dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão, Cục Quản lý Thị trường Bạc Liêu đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở cao điểm ra quân kiểm tra, kết hợp tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về sản xuất kinh doanh hàng hóa, đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đợt ra quân cao điểm này, đoàn công tác liên ngành tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, phân phối, kinh doanh các mặt hàng mà người dân có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết như rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo, các loại thực phẩm khác và các loại nguyên liệu chế biến thực phẩm, quần áo. Cùng với việc tổ chức kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hóa để phân phối đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng quản lý thị trường đã thành lập cái đoàn liên ngành 389 để phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thủy bộ để dừng phương tiện kiểm tra các phương tiện chở hàng hóa nhập vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu và đồng thời phối hợp với các ngành chức năng cũng như là công an tỉnh, sở nông nghiệp, sở y tế, sở khoa học công nghệ để thành lập các đơn ngành kiểm tra toàn diện trên các địa bàn tỉnh Bạc Liêu để đảm bảo làm sao để Tết năm 2023 này để những cái mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân đảm bảo chất lượng và không ảnh hưởng sức khỏe. Thời điểm này, đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh phân phối hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đều đã dự trữ các chủng loại hàng hóa khá phong phú đa dạng, nhất là các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường, qua công tác kiểm tra cho thấy đa số các cơ sở phân phối hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phân phối hàng hóa. Bởi trước đó, hầu hết các cơ sở này đã ký cam kết với Cục Quản lý Thị trường là không sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hàng giả. Tuy vậy, vài cơ sở sản xuất, phân phối nhỏ lẻ vẫn còn một số vi phạm nhất định. Để đảm bảo sức khỏe trong cái dịp Tết năm 2023 là khuyến cáo với bà con và người tiêu dùng. Thứ nhất, về cái thực phẩm, rượu bia để sử dụng Tết là bà con nên lựa chọn những công ty có uy tín và có công bố chất lượng sản phẩm có xuất xứ rõ ràng. Còn các cơ sở sản xuất kinh doanh mua nguyên liệu để sản xuất phục vụ Tết cũng phải chọn những cái công ty nhập nguyên liệu đảm bảo chất lượng để sản xuất thực phẩm phục vụ cho dịp Tết. Bà con rất là thận trọng không mua hàng trôi nổi trên thị trường. Vậy để đảm bảo sức khỏe dùng là phải đến những cửa hàng doanh nghiệp, siêu thị hoặc là cơ sở có uy tín trên địa bàn và nhất là cái đảm bảo có cái công bố chất lượng nhãn mác rõ ràng. Mong rằng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng quản lý thị trường cùng các đơn vị liên quan, việc nêu cao ý thức của người tiêu dùng, tình trạng sản xuất, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi gian lận thương mại sẽ bị phát hiện và xử lý triệt để, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.